Dạ vâng, xin chào các bác. Hôm nay thì em đã lên cho các bác một con voi mammut. Vâng, con nồi cơm gọi là hàng VIP nhất, đời cao nhất của dòng Joji Rushi. Đây là một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng về những cái đồ ví dụ như là nồi cơm này, siêu tốc này, bình thủy này. Rồi nói chung là nhiều lắm. Các cái đồ gia dụng, nồi niêu xoong chảo của Joji nó nhiều lắm. Bởi vì đây là một cái tập đoàn gia dụng rất là lớn của Nhật Bản. Thì cái thương hiệu Voi Mammut này thì nó cũng là một cái thương hiệu mà rất là nhiều người yêu thích, bởi vì nó là cái dòng cao cấp nhất. Đến ngay như cái cách đây, thiết kế cái ruột xoong, các bác nhìn này, nó dày kinh khủng luôn. Nói chung là để mà miêu tả thì nó khó lắm, nhưng mà khi các bác cầm các bác sẽ thấy hai lớp nhá các bác nhá, ruột hai lớp dày lắm. Các bác cầm các bác sẽ cảm nhận được ngay ruột hai lớp rất là dày, nặng như cối đá luôn. Đấy, sau này thì các bác có thể nấu tầm khoảng là ba bò gạo vô tư. Đấy, ba bò là tầm khoảng 5 người, 6 người ăn được rồi đúng không ạ? Bởi vì con này thì miệng nó rộng. Các bác nhá. Miệng rất là rộng. Đấy, tầm ba bò gạo là ăn thoải mái. Đây, bên trong đây, đấy, hàng bãi về em chưa kịp gọi là vệ sinh bị sao thì em bán xả luôn cho các bác cho nó nhanh. Đó. Nên em thì nó không chuyên về nồi cơm. Con này thị trường người ta đang bán là 5 triệu mấy, 6 triệu hay là hơn chục triệu gì đấy. Nhưng mà nhà em bán rẻ lắm. Tại vì là không không chuyên ấy. Em đang bán con này có 2 triệu 680 nghìn thôi các bạn. Đấy, xả có 2.680 thôi. Về các bác thích nấu cơm hay làm gì cũng được. Con em thấy khách hàng nhà em có phản ánh là nó có một cái chế độ nấu ngon ấy, đó là cái chế độ nấu mà trong vòng 90 phút thì ăn cơm rất là ngon. Đấy. Thì các bác tìm hiểu con này nhá. Con này nó thuộc dòng đây, em test nước mà nó vẫn còn. Tức là trước khi quay cho các bác này em phải test xem có sôi không thì mới bảo các bác, không có lúc mà cứ nói qua vẩn về các bác mà cắm nước không sôi thì toi đúng không ạ? Đấy, thì cái con này nó là dòng áp suất bi cao tần, áp suất bi hút chân không. Đây, đây chính là cái lỗ này, nó hút chân không. Đấy. Các bác nha. Cao tần áp suất bi hút chân không. Các bác nghe thấy sung sướng chưa? Thường nó chỉ có nồi cao tần thôi là đã ăn cơm nó rất là ngon rồi, nhưng mà đây cao tần nhưng mà lại còn áp suất bi này, nó lại vip hơn cả vip rồi. Xong nó lại gì ạ, hút chân không nữa, siêu vip luôn đúng không các bác? Cách sử dụng rất dễ nhá các bác. Ví dụ như là muốn nấu các cái chế độ như là tách đường rồi nấu ABCD gì đấy, tóm lại là nấu nhiều chế độ thì mình sẽ chọn ở đây. Còn để mà nấu đơn giản nhất thì đây, tức là một cái cách mà đơn giản nhất để mình nấu cơm thì đây, cách đơn giản nhất để có nấu cơm có chỉ việc vo gạo cho vào, nhấn một nút cho làm xong. À, cái ổ này của nó đang hơi bị ấy nhá, thì về các bác có thể là mình thay cái đầu đi này, cái đầu này kiểu là em về em thấy nó bị chẹt này, này nó chẹt, nó đang bị gập. Đây em thử bẻ cái rác này rộng ra đây, có thể là do này, đây đấy nó bị chẹt này, thử bẻ rộng ra xem nhá. Đấy, đây em bẻ cái chân ra cái kiểu nó trụ mà các bác, nó không tiếp xúc với cả cái đầu đồng bên trong đấy, thì chứng tỏ là không phải nó gập dây đâu. Hôm qua em tưởng nó gập dây nhưng không phải. Đây, bẻ cái đầu nó rộng ra một tí là nó tiếp xúc chân đấy. Cắm cái là màn hình sáng ngay, màn hình con này thì còn đẹp đấy. Để nấu cơm bình thường có nhé, các bác chỉ việc cho đây, các bác bỏ xoong ra, vo gạo, cho gạo vào cho em, ấn nắp xong thế thôi, đơn giản vậy thôi, là 55 phút sau là có cơm ăn, mà cơm ngon đấy các bác nhá, chứ không phải cơm vớ vẩn đâu. Đấy, hủy đây đấy. Còn chọn các chế độ này, nó sẽ có rất là nhiều các chế độ, các bác hay lựa chọn ở trên này, nó sẽ có này vô vàn các chế độ được chưa ạ? Đấy thì mình hay lựa chọn ở đây đấy, hủy thì ở đây, đây nó còn nhiều nữa này. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều các chế độ này. Thì cái này về có tìm hiểu nhá. Còn đây là hẹn giờ sao này, 12 này, 10 này. Một bên là giờ, một bên là phút. Hủy này. Còn để nấu cơm bình thường các bác cứ vo gạo cho vào, nhấn phát xong. Thế rồi, đơn giản đúng không ạ? Đấy. Đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhá. Hàng Zojirushi, hàng cao tần, áp suất bi hút chân không. Có cái quai này, các bác về các bác gắn lại cho em tí này. Cái quai này, đấy nó đang bị lỏng này. Đấy thì về các bác làm nào để cho nó chặt vào trong nhá.
Đó, còn sách thì vẫn bình thường, chủ yếu là có về làm nào để cho nó chặt vào trong là được. Đấy, còn hình thức thì con này nói chung là so với hàng bãi các bác nhá, tức là so với mặt bằng chung của hàng bãi là con này là thuộc dòng đẹp đấy. Đây, bộ chia hơi nó này vĩ đại luôn, bộ chia hơi các bác tháo rời từng bộ phận được nhá, để mình rửa ráy vệ sinh. Đấy, Jozirushi hàng kinh khủng khiếp. Bác nào chốt con này thì alo em nhá. Giá là 2680. Đấy, thì bác nào mà chốt thì cứ nhanh tay alo cho em để em đóng hàng gửi hàng cho các bác. Dạ vâng, em xin chào và kết thúc video từ đây nhá.